Bạn đã sẵn sàng du xuân khởi sắc, đắc lộc bình an cùng Vietravel. Với hàng trăm hành trình du xuân độc đáo cùng vô vàn ưu đãi hấp dẫn, có tổng trị giá ưu đãi lên đến 9 tỷ đồng. Diễn ra từ ngày 7 tháng 11 năm 2024 đến hết ngày 16 tháng 2 năm 2025. Đối với hành trình có ngày khởi hành từ 1 tháng 12 năm 2024 đến hết ngày 28 tháng 2 năm 2025, bạn sẽ hưởng ngay những ưu đãi rực rỡ như sau. Hoàn tiền rủng rỉnh lên đến 4 triệu đồng trên một booking khi thanh toán từ 50 triệu đồng đến 90 triệu đồng trở lên. Ưu đãi lên đến 5 triệu 500 ngàn đồng khi mua sớm từ 60 đến 120 ngày trở lên đối với các hành trình du ngoạn đến châu Âu, Úc, Mỹ, Phi và tour cao cấp. Ưu đãi lên đến 400 ngàn đồng một khách khi du lịch trong nước theo nhóm từ 3 đến 9 khách trở lên. Chương trình mua tour tặng tour dành riêng cho kiều bào về nước du xuân. Cơ hội săn chùm tour độc quyền online có giá cực kỳ hấp dẫn diễn ra hàng tháng. Ưu đãi từ các đối tác tài chính ngân hàng lên đến 1 triệu 500 ngàn đồng. Ngoài ra, còn có vô vàn phần quà độc đáo và có giá trị dành riêng cho bạn. Đặc biệt, bạn đừng bỏ lỡ 16 ngày vàng từ ngày 7 tháng 11 đến ngày 22 tháng 11 để có cơ hội tận hưởng cùng lúc ưu đãi lớn. Ưu đãi hoàn tiền lên đến 4 triệu đồng. Ưu đãi lên đến 5,5 triệu đồng khi đặt tour sớm đến châu Âu, Úc, Mỹ, Phi và tour cao cấp. Ưu đãi mua tour tặng tour dành riêng cho kiều bào về nước du xuân. Bên cạnh đó, duy nhất trong ngày 7 tháng 11 năm 2024 tại trụ sở chính, Vietravel còn mang đến cho bạn loạt hành trình vòng quanh thế giới khởi hành dịp Tết Ất Tỵ 2025 với giá ưu đãi chưa từng có. Tour trong nước giá chỉ từ 1 triệu 790 ngàn đồng. Tour nước ngoài giá chỉ từ 4 triệu 990 ngàn đồng. Trong đó, Vietravel cũng ra mắt 8 hành trình thú vị với mức giá ưu đãi đặc biệt. Thử ngoạn miền Bắc giá chỉ từ 7 triệu 990 ngàn đồng. Cung đường khám phá di sản miền Trung giá chỉ từ 9 triệu 999 ngàn đồng. Vui chơi tại Thái Lan giá chỉ từ 8 triệu 490 ngàn đồng. Khám phá Trung Quốc, Đài Loan giá chỉ từ 15 triệu 990 ngàn đồng. Hàn Quốc tinh khôi chỉ từ 26 triệu 990 ngàn đồng. Chiêm ngưỡng vẻ đẹp huyền bí của Nhật Bản giá chỉ từ 42 triệu 990 ngàn đồng. Hòa mình vào không khí lễ hội đặc sắc tại châu Âu giá chỉ từ 63 triệu 990 ngàn đồng. Chinh phục nước Mỹ chứa đựng vô vàn trải nghiệm kỳ thú chỉ từ 64 triệu 990 ngàn đồng. Cũng trong ngày 7 tháng 11 tại trụ sở chính Vietravel, với mỗi giá trị thanh toán 25 triệu đồng, bạn sẽ có cơ hội tham gia vòng quay may mắn và nhận ngay những phần quà thiết thực như vali cao cấp Vietravel, bộ túi du lịch tiện lợi, túi sách, quạt cầm tay. Cùng Vietravel khởi hành những chuyến du xuân với vô vàn ưu đãi tưng bừng ngay từ hôm nay nào bạn ơi! Để tham khảo hàng trăm tour du xuân rực rỡ với nhiều điểm đến hấp dẫn từ Vietravel, quý khách hãy truy cập website travel.com.vn, app Vietravel và trang Facebook chính thức tại địa chỉ www.facebook.com/Vietravel hoặc liên hệ qua số hotline 1900 1839 để nhận được tư vấn chi tiết nhé.